Xin kính mời quý độc giả đến với điểm báo số 67 của Diễn đàn Doanh nghiệp. Số in ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Đề xuất hỗ trợ lãi suất 3% cho công nghiệp hỗ trợ sẽ tạo điều kiện tốt cho các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, nhưng về mặt pháp lý lại không thể vượt rào vì vướng các luật khác. Đây là chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Đăng Tuất, Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp hỗ trợ Việt Nam với Diễn đàn Doanh nghiệp về việc Bộ Công Thương đề xuất hỗ trợ lãi suất 3% cho công nghiệp hỗ trợ. Việc đề xuất hỗ trợ lãi suất 3% này liệu có tạo ra một cú hích cho công nghiệp hỗ trợ phát triển hay không? Và đến thời điểm này, lãi suất ngân hàng đã giảm nhưng doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp nhỏ và vừa và các doanh nghiệp hỗ trợ vẫn khó tiếp cận vốn vay. Ý kiến của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Đăng Tuất như thế nào? Xin kính mời quý độc giả đón đọc bài phỏng vấn trên trang 2, trang 3. Năm 2023, Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam với chủ đề Cuộc đua xanh toàn cầu từ chiến lược đến thực hành kinh doanh bền vững sẽ được tổ chức vào ngày 23 tháng 8 năm 2023 tại Hà Nội. Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam 2023 được tổ chức là sự kiện thúc đẩy đối thoại về phát triển bền vững giữa cộng đồng doanh nghiệp và chính phủ. Trao đổi với Diễn đàn Doanh nghiệp, ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững Việt Nam khẳng định, cộng đồng doanh nghiệp thế giới đang chuyển mình rất mạnh mẽ hướng tới mục tiêu net zero trên hành trình kinh doanh bền vững. Các tiêu chuẩn về doanh thu, lợi nhuận, lợi ích cổ đông hay những con số tài chính không còn là thước đo duy nhất cho thành công của doanh nghiệp, mà giờ đây đã mở rộng thêm khả năng thích ứng, chống chịu và phục hồi trước những thách thức chưa từng có trong tiền lệ. Chỉ khi cân bằng được chiếc kiềng ba chân, kinh tế, xã hội, môi trường, doanh nghiệp mới có thể thành công trong thời đại ngày nay. Cuộc đua xanh toàn cầu sẽ là nội dung bài phỏng vấn ông Nguyễn Quang Vinh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam trên trang 4. Sau khoảng thời gian im ắng, cuộc đua phát hành trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản đang có dấu hiệu bùng lên với lãi suất cao chót vót. Theo số liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, tổng giá trị phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong 7 tháng đầu năm 2023 là 78.988 tỷ đồng, trong đó ngành ngân hàng chiếm đa số với 28.631 tỷ đồng, theo sau là nhóm bất động sản với 26.055 tỷ đồng. Lãi suất các lô trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản dao động quanh mức 10-12%, thậm chí có lô lên tới 14%. Tính hai mặt khi phát hành trái phiếu và cần phải hết sức thận trọng ra sao? Xin kính mời quý độc giả đón đọc bài viết Thận trọng trái phiếu bất động sản trên trang 9. Trữ lượng đất hiếm của Việt Nam khoảng 20 triệu tấn, xếp thứ 2 thế giới chỉ sau Trung Quốc, đem lại lợi thế không nhỏ trong cuộc đua tiên phong đến tương lai năng lượng xanh. Cuộc chiến đất hiếm ngày càng nóng hơn bao giờ hết, nhất là khi Mỹ và Trung Quốc đang có nhiều căng thẳng trong lĩnh vực công nghệ, đặc biệt là chất bán dẫn. Câu chuyện nóng cuộc đua đất hiếm cũng như Việt Nam cần phải tối ưu hóa lợi thế sẽ là nội dung của bài viết Cần chiến lược cho đất hiếm Việt Nam trên trang 11. Ngoài ra, trên số 67 cũng còn rất nhiều thông tin hấp dẫn khác đang chờ đón quý vị độc giả.